Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ Năm ngày 3 tháng 10 năm 2024. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Ireland. Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sổ sức khỏe điện tử. Tàu cao tốc Shinkansen kỷ niệm 60 năm hoạt động. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sổ sức khỏe điện tử và mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng cùng đại diện các sở ngành tham dự. Hội nghị thông tin, tính đến nay, Bộ Y tế đã tạo lập được trên 98% dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, tương đương 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNeID, tổ chức tập huấn cho 100% các cơ sở khám chữa bệnh, tiếp nhận và sử dụng khi xuất trình trực tiếp trên VNeID. Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử sẽ giúp cho người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNeID một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục hành chính phức tạp rườm rà. Hàng năm, ước tính tiết kiệm khoảng hơn 1.100 tỷ đồng. Về triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đem lại thuận tiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Ước tính khi thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về việc mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để nhân rộng triển khai trên toàn quốc, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp ban hành quy trình số 570 ngày 20 tháng 9 năm 2024 thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Trong đó, đối với trường hợp công dân không có thông tin về án tích, thực hiện trả kết quả giảm từ 10 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đây được xem là bước tiến lớn trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng chủ trì buổi giao ban đánh giá tình hình hoạt động trong quý 3, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2024 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Cùng dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Trong quý 3 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào được chú trọng triển khai. Đặc biệt, Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội đã vận động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa, xây mới 322 nhà với kinh phí trên 15 tỷ đồng. Vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ trên 12,6 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cũng được nêu lên tại buổi giao ban, cùng với các kiến nghị đề xuất được thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra. Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp tại buổi giao ban để bổ sung vào nhiệm vụ công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Tập trung hoàn thành các nội dung giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch năm 2024. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng qua tại xã Phước Năng, các đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Tạ Văn Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội có buổi tiếp xúc với bà con cử tri huyện Phước Sơn. Tại buổi tiếp xúc,
cử tri huyện Phước Sơn đề nghị cần tăng cường các chính sách hỗ trợ khuyến khích giáo viên đang công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa để giáo viên yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với địa phương, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng miền núi và đồng bằng. Một số cử tri đề nghị cần có chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp bà con có nguồn vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các vấn đề về chế độ chính sách cho cán bộ miền núi, chế độ cho người có công với cách mạng, các vấn đề nâng cấp hệ thống giao thông cũng được nhiều cử tri quan tâm đặt câu hỏi. Trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực giáo dục, đại biểu Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần kiến nghị tại nghị trường Quốc hội cũng như với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội có buổi tiếp xúc với bà con cử tri huyện Nam Giang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nam Giang phản ánh tình trạng xuống cấp trầm trọng của quốc lộ 14D đi cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc. Hiện nay đang mùa mưa, tuyến đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, lưu lượng phương tiện đông gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Bà con cử tri kiến nghị các cấp nhanh chóng nâng cấp tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, một số cử tri kiến nghị cần tăng mức hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, cần có cơ chế hỗ trợ giá điện cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, một số cử tri đề nghị cần tăng biên chế công chức cho một số xã vùng sâu vùng xa. Sáng qua, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng chiến thắng đầu năm 2024. Triển khai nhiệm vụ công tác quý tư 2024 và quán triệt một số quy định của Trung ương liên quan đến công tác của lực lượng công an. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng đảng thuộc tỉnh ủy Quảng Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng công an toàn tỉnh đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chuyên án, vụ án được xác lập, đấu tranh làm rõ. Đã điều tra khám phá 608 vụ, làm rõ 1.093 đối tượng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chú trọng, đã tập trung lãnh đạo, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng bộ, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Công tác thanh tra kiểm tra đạt nhiều kết quả tích cực. Dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024, Quảng Nam được phân bổ tổng nguồn vốn gần 2.256 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình. Sau 3 năm thực hiện đã giải ngân được hơn 858 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đất ở cho 353 hộ, nhà ở 403 hộ và đất sản xuất chuyển đổi nghề 87 hộ. Đồng thời đầu tư 37 công trình nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu cho 1.359 hộ dân, bố trí 9 dự án ổn định dân cư tập trung, xây dựng 212 công trình hạ tầng thiết yếu, thực hiện đào tạo nghề cho 931 người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cho biết, từ nguồn lực của Trung ương và của tỉnh, các địa phương miền núi hỗ trợ đầu tư xây dựng 427 trên 436 nhà văn hóa thôn, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt hội họp cho cộng đồng. Từ việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa cộng đồng giúp người dân miền núi có thêm không gian sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao thể chất và môi trường sống. Nhờ vậy, đến nay miền núi có 75.368 trên 85.240 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Sáng qua tại Trung tâm Văn hóa huyện Duy Xuyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp tập huấn, truyền dạy, bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi cho các nghệ nhân, câu lạc bộ, đội, nhóm bài chòi, lực lượng giáo viên thanh nhạc và học sinh trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Lớp tập huấn lần này là sự tiếp nối thành công của 14 lớp tập huấn đã được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh qua các năm và là lớp thứ 3 tại Duy Xuyên. Lớp học diễn ra trong thời gian 8 ngày. Qua đó, các học viên sẽ được trang bị thêm những kiến thức về các làn điệu dân ca và hô hát bài chòi, nâng cao kỹ năng biểu diễn hát dân ca và hô hát bài chòi. Song song với đó, các học viên còn được hướng dẫn và thực hành kỹ năng sử dụng các loại đàn guitar phím lõm
đàn nhị, trống và các nhạc cụ liên quan được sử dụng trong biểu diễn nghệ thuật dân ca, bài chòi. Đây là dịp để các câu lạc bộ, đội nhóm bài chòi, đội ngũ giáo viên thanh nhạc và những người yêu bài chòi có cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, làm phong phú hơn về kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hành nghệ thuật bài chòi. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tại Mông Cổ, chiều tối ngày 1 tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Thành Cát Tư hãng thủ đô Ulaanbaatar đi thăm cấp nhà nước tới Ireland từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2024, theo lời mời của Tổng thống Ireland Michael Higgins. Đúng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Dublin, thủ đô Dublin, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Ireland. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Dublin có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Pippa Hackett, Bộ trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Eamon Mackey, Thị trưởng vùng Finden Dublin Brian McDonald, Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Flahun, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Đỗ Minh Hùng và Phu Nhân, cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Ireland là một dân tộc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về lịch sử và truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên, nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Hai bên có nhiều dư địa tiềm năng để tăng cường hợp tác cùng phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Ireland có thế mạnh. Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. Theo đó, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100, mức tiền phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thưa quý vị, sau 4 ngày nỗ lực khẩn trương tìm kiếm, sáng qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9 tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Viết Thuộc, sinh năm 1960, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Thi thể nạn nhân Nguyễn Viết Thuộc được tìm thấy ở vị trí nền nhà của gia đình ông, dưới lớp đất sạt lở khoảng hơn 3 mét. Tính đến thời điểm này, 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Giang tìm thấy và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương. Hiện qua theo dõi phát hiện đất từ ta luy dương của quốc lộ 2, gần điểm sạt lở nghiêm trọng lại xuất hiện thêm vết nứt rộng khoảng 2 mét, có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến sự an toàn về nhà ở của một số hộ dân nơi đây. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ dân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn, đồng thời cấm phương tiện và người dân đến gần khu vực sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29 tháng 9 đã làm 15 người thương vong, 379 ngôi nhà bị thiệt hại, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hơn 65 tỷ đồng. Trong ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, nhiều vùng ở miền Bắc bị cô lập do sạt lở, nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước, tính mạng nhiều đồng bào đã mất đi. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam một lần nữa được phát huy mạnh mẽ. Từ khắp mọi miền đất nước, những chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm đã hướng về miền Bắc, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của đồng bào cả nước.
đặc biệt câu chuyện về một nông dân ở Cần Thơ vận động hơn 1 tỷ đồng, trong đó bản thân bỏ ra 600 triệu đồng, đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Xuất thân từ một gia đình nông dân khu vực Lân Thành 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, anh Hồ Bá Kiêu vươn lên làm giàu với cơ sở lúa giống mang tên Bá Khem. Chứng kiến hậu quả nặng nề của bão lũ ở miền Bắc, người nông dân này đã bỏ ra 600 triệu đồng và vận động thêm được tổng cộng hơn 1 tỷ đồng, bao gồm quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt, gửi đến những bà con đang chịu hậu quả thiên tai. Thấy bà con ở miền Bắc của mình quá khổ đi, thấy động lòng, cái tâm mình thấy chịu không nổi. Với thứ hai nó thấy thủ tướng khóc luôn, em động lòng chịu không nổi. Thành tự em mới chích một số tiền lớn em bỏ ra, cứu mà trợ giúp đồng bào miền Bắc. Hành động của anh Hồ Bá Phiêu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam. Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, đang được nuôi dưỡng, nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Anh là người đại diện để mà tổ chức các cái chuyến xe để tổ chức ra miền Bắc. Nên nói là đây là một cái niềm vinh dự và tự hào của người dân Trung Kiên về tấm lòng vàng của anh Bá Khem cũng như là các mạnh thường quân cùng chung tay với anh Bá Khem để ủng hộ và cứu trợ đồng bào của mình bị lũ lụt ở miền Bắc. Thấy rất là vui luôn, mừng phấn khởi. Nếu mà tới tận tay của bà con miền Bắc ngoài, em rất là vui. Thấy bà con khổ ngoài mình chịu không nổi. Những đóng góp như của người dân cả nước, trong đó có tấm lòng của anh Hồ Bá Phiêu và người dân thành phố Cần Thơ, không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn đã chỉ đạo các xã thị trấn thành lập được 41 tổ công nghệ số cộng đồng tại các tổ dân phố, thôn với 252 thành viên trên phạm vi 11 xã thị trấn toàn huyện. Trong đó, một số địa phương đã có những mô hình hay, hiệu quả. Tại thôn 3 xã Phước Lộc, mô hình bí thư chi bộ là đầu mối thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số cho nhân dân, đã phát huy tốt vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân nhanh hơn và hiệu quả hơn, góp sức vào quá trình công cuộc chuyển đổi số năm 2024 diễn ra sâu rộng, triệt để và rất hiệu quả trên phạm vi toàn huyện. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Tại xã Phước Lộc, một xã vùng núi cao xa xôi nhất của huyện Phước Sơn, thành phần dân cư chính là đồng bào Bờ Nông, Dế Triền. Thôn 3 là thôn xa nhất của xã, đường xá đi lại khó khăn do địa hình đồi núi cao. Là một người trẻ lớn lên tại địa phương, hiểu được sự khó khăn của nhân dân về tiếp cận công nghệ số, nên từ khi thực hiện mô hình này, anh Hồ Văn Đề, bí thư chi bộ, đã luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng cơ bản như định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia. Với tinh thần tự nguyện, anh Đề tranh thủ vào giờ trưa, chiều hoặc tối hay khi đã hoàn thành việc gia đình để đến gặp các hộ gia đình trong thôn, hỏi nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Sự năng nổ tận tụy của anh đã giúp nhiều người trong thôn tiết kiệm chi phí đi lại, không mất thời gian xuống trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để đăng ký như trước kia để dành thời gian làm những công việc khác. Hiện nay thì nhân dân sử dụng smartphone chỉ là nghe nhạc, chỉ là xem phim thôi. Qua cái công tác tuyên truyền của tổ thì nhân dân bây giờ là cũng đã biết sử dụng điện thoại, đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng. Với vai trò là ở những nơi cơ cấu bí thư chi bộ, ở một số địa bàn thì là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trong cái tổ công nghệ số cộng đồng này, đó, góp phần làm rõ hơn cái vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, gắn với cái trách nhiệm của chi bộ và trách nhiệm của ban nhân dân thôn đối với các cái nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn, gắn với cái công cuộc chuyển đổi số, nhiệm vụ thực hiện vận động đồng bào thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn từng thôn. Là bí thư chi bộ thì với cái trách nhiệm vừa là đảng viên vừa là người đứng đầu,
tổ chức đảng, chi quỹ vậy đó. Thì đồng chí Bí Thư vừa là lãnh đạo, vừa là định hướng với cái vai trò uy tín của mình, cũng như cái hiểu biết của mình, cũng có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài. Thì cái việc đó là hướng dẫn cái các thành viên trong cái tổ công nghệ số cộng đồng này hoạt động nó được thuận lợi hơn và nó mang lại hiệu quả cao hơn. Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thực sự là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Phước Lộc. Thành công bước đầu của mô hình bí thư chi bộ là đầu mối thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số cho nhân dân, được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số, qua đó góp phần tạo sự lan tỏa, từng bước thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu mỗi công dân là một công dân số, hướng đến xây dựng chính quyền số và xã hội số. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, Nhật Bản kỷ niệm 60 năm ngày tàu cao tốc Shinkansen chính thức hoạt động. Dịch vụ này ngày nay vẫn là một phần không thể thiếu của nền kinh tế và cuộc sống thường nhật ở nước này. Tàu cao tốc Shinkansen bắt đầu chạy giữa Tokyo và Osaka vào ngày 1 tháng 10 năm 1964, mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông đường sắt Nhật Bản. Mỗi ngày, gần 250.000 hành khách đi tàu cao tốc Tokaido Shinkansen. Tuyến tàu này kết nối các chặng từ Tokyo qua núi Phú Sĩ đến Hakata và kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ. Cứ mỗi 5 phút lại có một chuyến tàu Nozomi tốc độ cao nhất. Sau 60 năm hoạt động, công ty đường sắt trung tâm Nhật Bản chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn nào trên tàu cao tốc Shinkansen, ngay cả khi Nhật Bản là một quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, bão và tuyết rơi dày. Ngày nay, với các tuyến đường ray trải dài khắp đất nước, tàu Shinkansen có thể đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Mỗi tàu được thiết kế hợp lý và nội thất rộng rãi là biểu tượng cho sức mạnh kỹ thuật và sự chỉn chu đến từng chi tiết của Nhật Bản. Đây cũng là điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch và là một trong những biểu tượng trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Ireland là một quốc đảo nằm ở rìa cực Tây châu Âu, là đảo lớn thứ hai châu Âu sau Anh. Được mệnh danh là quốc gia Ngọc Lục Bảo bởi màu xanh lục nổi bật của những bãi biển trải dài và những vùng quê xanh mát, nơi đây có nhiều phong cảnh đẹp và lịch sử lâu đời. Ireland được bao phủ bởi thảm thực vật của những cánh đồng và các ngọn đồi xanh nhấp nhô quanh co bên những bờ biển đầy thơ mộng. Trải dài trên cả đất nước chính là những thắng cảnh hùng vĩ như vách đá Moher, vành đai Kerry. Bên cạnh cảnh quan quyến rũ, Ireland cũng là một đất nước quốc tế hóa, được đánh giá cao nhờ sự hòa đồng thân thiện của người dân bản xứ nơi này. Chính sự hiếu khách đã khiến cho đa phần những người nhập cư khi đến đây, họ đều chia sẻ rằng họ được chào đón ở Ireland. Ngày 30 tháng 9, Google tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Thái Lan, trong đó có trung tâm dữ liệu đám mây đặt tại thủ đô Bangkok. Khoản đầu tư Google sẽ giúp tạo ra khoảng 14.000 việc làm cho xứ Chùa Vàng. Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, trong đó có cơ sở dữ liệu đám mây đặt tại thủ đô Bangkok và trung tâm dữ liệu đặt tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Chonburi phía đông nam Bangkok. Theo Google, việc mở rộng đầu tư tại Thái Lan sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng thêm 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029 và dự kiến tạo ra khoảng 14.000 việc làm trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2029. Chính phủ Thái Lan hy vọng các khoản đầu tư của Google, Microsoft và những công ty công nghệ tương tự sẽ giúp đa dạng hóa và hiện đại hóa nền kinh tế, trong đó kinh tế kỹ thuật số có thể đóng góp tới 30% GDP vào năm 2027. Nhà chức trách Thái Lan vừa qua cho biết khoảng 25 người ở tỉnh Uthai Thani được cho là đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở các học sinh và giáo viên bốc cháy lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày đang di chuyển trên đường đi tham quan ở Bangkok. Các báo cáo ban đầu cho biết chiếc xe buýt 2 tầng chở 38 học sinh và 6 giáo viên từ trường Wat Khao Phraya ở quận Langsat, tỉnh Uthai Thani đang trên đường đi tham quan ở Bangkok. Hiện chưa thể xác nhận chính xác số người thương vong. Song, Bộ trưởng Nội vụ Unnutin Chatsvirakul, khoảng 25 người được cho là đã thiệt mạng. Ngay sau vụ tai nạn, 16 học sinh và 3 giáo viên đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một vụ nổ ở phía sau xe buýt, sau đó phát hiện đám cháy. Thủ tướng Pratthongsan Sinawatra đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 82 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 82 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 82 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 82 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 84 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Prao nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 84 đến 99%, gió nhẹ. Thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới đến đây cũng đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.